Chào mừng các bạn đã đến với Đường Tới Berlin, một chương trình được lên sóng trên kênh MyTV Football, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin và màn trình diễn của các đội tuyển ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu diễn ra trong mùa hè này. Và trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua 3 trận đấu diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay. Trong đó có 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng A. Ở cuộc đối đầu giữa Croatia và Albania, các khán giả đã được chứng kiến kịch bản hấp dẫn xuyên suốt 90 phút thi đấu. Trong khi đó, người ta lại thấy được sự hiệu quả tối đa của đội tuyển Đức khi đối đầu với đội tuyển Hungary. Và cùng với đó là sự bám đuổi giữa Scotland và Thụy Sĩ trong mục tiêu có được 3 điểm trọn vẹn. Đội tuyển Croatia sau khi để thua trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-3 trong lượt trận đầu tiên đang có cơ hội lớn để tìm kiếm 3 điểm nhằm tiếp tục cạnh tranh cho một tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Thế nhưng có vẻ mục tiêu ấy đã không được đối thủ của đội tuyển áo caro là Albania cho phép xảy ra. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nỗi lo hiện tại đang bủa vây đoàn quân của huấn luyện viên Dalic. Trong trận đấu sớm nhất của ngày thi đấu hôm qua, hai đội tuyển Croatia và Albania đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 2 đều chung cuộc. Cả hai đã trình diễn cho các khán giả yêu bóng đá một màn rượt đuổi vô cùng kịch tính. Nếu như 45 phút đầu tiên trên sân vận động Volkspark Stadium diễn ra có phần tẻ nhạt khi chỉ có duy nhất khoảnh khắc ghi bàn đầy bất ngờ của đội tuyển Albania ở ngay phút thứ 11 của trận đấu. Ở 45 phút tiếp theo của trận đấu, nhận thấy sự khó chịu của đội tuyển Albania, huấn luyện viên Zlatko Dalic đã quyết định tung ra những sự điều chỉnh về mặt nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những Luka Susic, Ante Budimir hay Mario Pasalic lần lượt được tung vào sân và dần khiến cho thế trận của đội tuyển áo caro trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Điều gì đến cũng đã phải đến. Sau rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, thì ở phút thứ 74 của trận đấu, Ante Budimir có pha lầm tường xuất sắc trước khi tung ra đường chuyền dọn cỗ dành cho Kramaric dứt điểm gỡ hòa. Chỉ vài phút sau đó, Croatia đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ vào một tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Klaus Jasula sau một pha tấn công trung lộ của Luka Modric và các đồng đội. Tưởng chừng như lợi thế dẫn bàn của đoàn quân huấn luyện viên Zlatko Dalic có thể được bảo toàn đến hết trận, thì bất ngờ thay, kẻ tội đồ của đội tuyển Albania không lâu trước đó là Jasula lại tỏa sáng rực rỡ, đem về bàn thắng quý như vàng ở những giây phút cuối cùng của thời gian bù giờ. Kết thúc trận đấu với tỷ số 2 đều, có lẽ nhiều khán giả vẫn chưa thể quên được chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc mà trận đấu đầy kịch tính trên mang lại. Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu kể trên, đó chính là những quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt của thuyền trưởng của cả hai đội tuyển. 3 trên 4 bàn thắng được ghi ở cặp đấu này đều có những sự đóng góp to lớn từ các cầu thủ được vào sân thay người. Bên phía Croatia, bộ đôi Luka Susic và Ante Budimir được huấn luyện viên Dalic tung vào sân ở hiệp 2 đã góp công trực tiếp vào 2 bàn thắng của đội nhà, dù không thể giành chiến thắng cuối cùng. Tiếp đến là việc lại có thêm một cú sốc nữa tại Euro 2024 năm nay. Sau 2 chiến thắng đầy quả cảm của Romania và Slovakia trước Ukraine và Bỉ mới đây, thì hôm nay Albania đã khiến tất cả phải nhắc đến tên mình với tinh thần chiến đấu không biết bỏ cuộc. Nếu có bất ngờ nào xảy ra ở trận đấu đầu tiên vào tối qua thì ở cuộc đụng độ giữa chủ nhà Đức sau đó với đội tuyển Hungary đã không có bất cứ biến số nào xảy ra. Đội tuyển được đánh giá cao hơn là chủ nhà Đức đã giành chiến thắng không thể thuyết phục hơn để ngang nhiên có tấm vé chính thức bước vào giai đoạn ở vòng loại trực tiếp. Những cô xe tăng đã bước vào lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng bảng với một sự tự tin cao độ khi họ đã hủy diệt đội tuyển Scotland trong ngày khai mạc của Euro 2024 trên sân nhà. Thế nên, họ đã thể hiện sự quyết tâm giành tiếp 3 điểm nữa để củng cố vị trí đầu bảng. Chỉ trong khoảng thời gian 1/3 đầu hiệp 1, đội tuyển Đức đã có không ít những cơ hội nguy hiểm uy hiếp tới khung thành của thủ môn Peter Gulaksi bên phía Hungary. Phút thứ nhất của trận đấu, tiền đạo đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Arsenal là Kai Havertz đã có pha nhận bóng ngay rìa vòng cấm địa. Cầu thủ này ngay lập tức tung ra một cú đá uy lực và hiểm hóc vào góc hẹp, song lại không thể đánh bại được kinh nghiệm và khả năng phản xạ của Peter Gulaksi. Thế nhưng những cổ động viên đội nhà đã không phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 21, tài năng trẻ Musiala có bóng sau một tình huống lộn xộn ở khu vực trước khung thành của Hungary. Ngay lập tức, một pha dứt điểm được tung ra, cộng hưởng với sự may mắn khi đập trúng một cầu thủ Hungary đổi hướng và trở thành bàn thắng mở điểm. Đội tuyển Đức với sự vượt trội về mặt đội hình tiếp tục nắm thế chủ động của trận đấu. Phút 67, sự nỗ lực của đội tuyển Đức đã được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2 trong trận đấu với pha lập công lần này thuộc về đội trưởng Ilkay Gundogan. Những phút còn lại của trận đấu đã không chứng kiến thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi và kết quả 2-0 được giữ lại cho tới khi tiếng còi của trọng tài vang lên. Điểm nhấn tại trận đấu vừa qua của đội tuyển Đức có lẽ là ở hàng tiền vệ, khi những cầu thủ trẻ như Musiala hay Florian Wirtz đã có màn trình diễn đáng nhớ. Bên cạnh đó là sự xuất sắc của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở khu trung tuyến như Toni Kroos hay đặc biệt trong trận này là đội trưởng Gundogan.
Không những thế, hàng thủ của những cỗ xe tăng vẫn đang đứng vững trước hai đối thủ đầu tiên tại giải đấu năm nay. Bởi bàn thua duy nhất mà họ phải hứng chịu cho tới lúc này là một pha phản lưới nhà của trung vệ Rudiger. Trên hàng công cũng vậy, Kai Havertz dù không ghi bàn trong trận đấu này, nhưng những đóng góp của cầu thủ sinh năm 1999 vào lối chơi chung trong chiến thuật của Nagelsmann là rất lớn. Ở trận đấu còn lại của bảng A giữa Scotland và Thụy Sĩ, cả hai đội đều hướng tới 3 điểm trọn vẹn sau khi đã thất bại ở lượt đấu ra quân. Đương nhiên rồi, với cục diện hiện tại, cả Scotland lẫn Thụy Sĩ buộc phải chơi tấn công và chúng ta đã được chứng kiến kịch bản ấy ngay trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy vậy, kết quả cuối cùng có thể sẽ khiến cho cả hai đội không hài lòng. Với việc phải nhận thảm bại 1 năm trước đội chủ nhà Đức ở ngày ra quân, Scotland đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận thứ hai để duy trì hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, 1 điểm cũng là đủ để Thụy Sĩ tiến gần hơn đến vòng 16 đội. Vì vậy, cả hai đội bóng bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao độ. Thế trận đôi công sớm được cả Thụy Sĩ và Scotland tạo ra ngay đến phút thi đấu đầu tiên. Phút 13, từ một tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh, McGregor đưa được bóng xuống đáy biên và có một tình huống trả bóng ngược lại tuyến hai vô cùng hợp lý để Scott McTominay dứt điểm đầy uy lực. Pha kết thúc của tiền vệ đang chơi cho Manchester United được cộng hưởng thêm chút may mắn khi bóng chạm chân cầu thủ Thụy Sĩ đổi hướng, khiến thủ thành Jan Sommer hoàn toàn bất lực. Bị dẫn bàn từ khá sớm, Thụy Sĩ gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và thành quả cũng sớm đến với đoàn quân của huấn luyện viên Mujahid Yakin khi Shaqiri tận dụng sai lầm bên phía hàng thủ Scotland, thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Angus Gunn. Càng chơi càng hay, Thụy Sĩ liên tiếp có những tình huống bắn phá về phía khung thành của đội tuyển Scotland. Thậm chí, họ đã có thêm một lần đưa được bóng vào lưới của đối thủ ở phút thứ 33. Chỉ tiếc rằng, pha lập công của Dan Endoye đã không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, thế trận trở nên trùng xuống khi cả hai đội lựa chọn lối chơi ưu tiên an toàn. Không có quá nhiều cơ hội được thực hiện trong 45 phút còn lại của trận đấu. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra vào phút 83 khi các cầu thủ Thụy Sĩ có lần thứ 3 đưa được bóng vào lưới của thủ thành Angus Gunn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa họ bị các trọng tài khước từ bàn thắng vì Embolo đã việt vị ở tình huống thoát xuống. Không thể tạo ra sự khác biệt ở những phút thi đấu còn lại, cả Thụy Sĩ và Scotland tạm hài lòng với một điểm có được. Đối với riêng đội tuyển Scotland, màn trình diễn vào dạng sáng nay của họ mang đến nhiều sự tích cực, giúp người hâm mộ đội bóng này hoàn toàn có thể tin vào một kết quả khả quan ở lượt trận cuối cùng. Sau khi kết thúc hai lượt trận tại bảng A, chúng ta đã xác định được cái tên đầu tiên sẽ góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Và lượt trận cuối cùng sẽ chứng kiến kịch bản rất khó lường với sự cạnh tranh của ba đội bóng. Tương tự với đó là tại bảng B, khi nhiều khả năng Croatia và Albany sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi họ phải đối đầu với hai đối thủ mạnh nhất bảng là Tây Ban Nha cùng với đương kim vô địch Italia. Rõ ràng tại bảng B, đội bóng xếp thứ 3 đang gặp những bất lợi nhất định trong việc giành vé đi tiếp. Với hai chiến thắng vô cùng thuyết phục lần lượt trước Scotland và Hungary, đội tuyển Đức trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng 16 đội của Euro 2024. Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ. Một điểm sẽ là đủ để cho đội tuyển Đức kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Về phía đội tuyển Thụy Sĩ, một kết quả hòa trước người Đức cũng sẽ là mục tiêu mà đội bóng này hướng đến. Tuy nhiên, ngay kể cả khi có phải nhận thất bại, cửa đi tiếp của Thụy Sĩ vẫn là rất sáng khi hiệu số bàn thắng của đội bóng này cao hơn rất nhiều so với hai đối thủ xếp sau. Ở trận đấu còn lại ở lượt cuối bảng A, Scotland và Hungary sẽ có cuộc quyết đấu vì mục tiêu trở thành một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cơ hội của Scotland là rõ ràng hơn đôi chút khi đội bóng này đã có một điểm làm 4 sau kết quả hòa trước Thụy Sĩ. Còn đối với Hungary, hai thất bại liên tiếp cùng hiệu số bàn thắng âm 4 khiến khả năng đi tiếp của họ trở nên cực kỳ mong manh. Kể cả khi có đánh bại được Scotland ở lượt trận cuối cùng, Hungary cũng khó lòng cạnh tranh được với các đội đứng thứ 3 ở những bảng ngớ còn lại. Trong khi đó, cục diện ở bảng B đang khiến đội tuyển Croatia sớm phải nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Trước đối thủ yếu nhất bảng đấu Albania, thật khó tin khi Luka Modric và các đồng đội đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Việc chỉ có được một trận hòa khiến cho Croatia vẫn đang phải ngụp lặn ở vị trí cuối cùng bảng B cùng hiệu số âm 3. Nếu không thể đánh bại được Italia ở lượt trận cuối cùng, chắc chắn Croatia sẽ sớm phải xách vali về nước. Trong khi đó, tình thế của Albania cũng chẳng khả quan hơn là bao. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, nhiệm vụ của họ ở lượt cuối cùng là phải đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha, một thử thách quá khó khăn với đoàn quân huấn luyện viên Silvinho. Và đó là tất cả những thông tin đáng chú ý về 3 trận đấu tại Euro 2024 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Đường Tới Berlin và đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn trên kênh MyTV Football nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.